là những tân binh tiểu đội 3, K3. Sau trọng 1, tiểu đội chúng tôi muốn lan tỏa tinh thần đọc sách và yêu sách đến với học sinh qua bài hịch đọc sách sau. Hịch đọc sách. Này các con, sách thầy dạy muôn điều hữu ích, tìm quanh ta và ở chính trong ta. Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến, đời bình an, yên ấm thái hòa. Này các con, việc học là cả đời ta, hăng say đọc sách, mở ra cõi đời. Sao, con sao nhãng việc rồi, sách hay không đọc, mà ngồi ôm game. Hãy tìm đọc những sách hay đạo lý, hãy ươm trồng những mầm sống trong tâm, hãy trao đi những thành công trí tuệ, hãy tạo cho mình một lối sống vĩ nhân, hãy noi gương người xưa mà tu tập, chọn việc đạo đời an lạc thong dong, tạo cây đức cho đời đời con cháu, đời hiển vinh, yên từ, trúc lâm.